Hello Tion. Hello Tion. Hello Tion. Hello Tion. Biết câu lạc bộ tiên cá tuần này tuần mấy không mấy bạn? Dạ. Hết rồi, hết 41 tuần rồi. 41 tuần là mỗi tuần là đều có tặng quà. Mà mỗi món quà là trị giá cả triệu đồng. 41 tuần hết bốn mấy triệu. Và chúng ta vẫn tiếp tục sự kiện hàng tuần nhưng mà không có quà tặng nữa. Bởi vì quà tặng đó sẽ dành cho những sự kiện đặc biệt. Còn hàng tuần chúng ta chỉ tập luyện để nâng cao khả năng để lấy quà đặc biệt ở những sự kiện đặc biệt, chịu không? Bây giờ các bạn có sẵn sàng thi đấu cùng nhau để Tion kiểm tra sức khỏe người cá của các bạn không? Ở tuần 41 thì bạn người cá gì đó ta? Người cá Khánh được nhận chiếc đuôi tiên cá mới cao cấp nhất thế giới, được sản xuất chuyên dụng cho người cá đặc biệt. Đuôi tiên cá Tion được đánh giá là sản xuất cho tập luyện chuyên nghiệp chứ không phải đồ chơi trẻ em. Ủa đâu phải của em đâu, em mang đuôi của em đâu, về lấy đuôi vô mang chuẩn bị thi bơi người cá cùng nhau nha. Tion, hôm nay con có hạng. Tion, hôm nay em đứng hết hạng rồi. Em tên gì? Dạ, Khang Huy. Khang Huy, người ếch đúng không? Dạ. Đi tập đi người ếch. Nè, Khang Huy. Còn mấy người cá chuẩn bị thi bơi với nhau, thi bơi sức bền cùng nhau 500m nha. Yeah. Bơi đều và đúng kỹ thuật nha. Anh Thư ơi, cho em mượn cái da đuôi để thi bơi bền 500m với mấy bạn người cá khác. Nhớ lần sau mặc da đuôi giữ kỹ. Tion cố gắng duy trì sự kiện bơi lội người cá hàng tuần cho những bạn mua đuôi tiên cá của Tion. Có môi trường tập luyện này thì chắc chắn các bạn sẽ được nâng cao thể lực bơi lội người cá đẳng cấp mà những cái tổ chức Tion làm việc về bơi lội lặn biển trên thế giới họ cũng xem qua những cái video clip về những hoạt động bơi lội này để đánh giá thể lực của những học viên mà Tion đào tạo ra là như thế nào. Các em sẽ được nổi tiếng trên toàn thế giới nếu xuất hiện trên YouTube của Tion. Và còn rất nhiều trung tâm bảo vệ động vật trên thế giới mà Tion sau này muốn gửi gắm các em đi hoạt động làm đại sứ bảo vệ các loài vật ấy nữa. Nên chỉ cần có sức khỏe tốt là cơ hội của các em rất là nhiều trong tương lai. Bơi lội người cá giúp cho các bạn nè phát triển vóc dáng tốt, thể hình đẹp. Như bạn người cá Khánh siêng năng tập luyện nên trong vòng 1 năm mà bây giờ dáng của bạn ấy rất là xinh luôn. Sự kiện bóng đá U23 Việt Nam gần đây thắng giải cúp châu Á lọt vào chung kết. Đã thấy được giá trị của việc sức khỏe là như thế nào chưa? Sức khỏe tốt sẽ nổi tiếng cả thế giới. Sức khỏe là vàng mà. Sức khỏe mang về danh dự cho cả một quốc gia. Chúng ta học làm người cá để không còn bệnh tật, có được sức khỏe hơn cả người thường, đạt đến khả năng của thần tiên ngay trong hiện tại. Các bạn đã có sẵn cái dòng máu của con rồng cháu tiên rồi. Chỉ cần bơi lội để đánh thức các khả năng tiềm ẩn của mình thôi. Như người cá tai cũng mới giành được huy chương vàng cúp bóng đá Milu. Vận động ở dưới nước mà nhanh nhẹn thì lên bờ nhanh hơn gấp 6 lần. Bởi vậy các bạn người cá mà đi thi thố tài năng không ai địch nổi. Tất cả người dân Việt Nam mà trở thành người cá thì sao các bạn? Nổi tiếng khắp thế giới. Chúng ta bây giờ là bị thế giới khinh, qua nước người ta ăn cắp đồ ăn cắp vặt. Nhưng mà chúng ta chỉ cần thể hiện sức khỏe hàng đầu, Việt Nam thi môn nào cũng thắng, thì cả thế giới ngưỡng mộ chúng ta. Muốn có sức khỏe tốt đâu phải dễ, phải biết bảo vệ môi trường thiên nhiên và động vật. Năm nay U23 Việt Nam thắng Trung Quốc, để cho các bạn thấy Trung Quốc dù là quốc gia giàu mạnh,
Nhưng mà môi trường của họ bị ô nhiễm hết cả rồi, nên con người của họ cũng không khỏe mạnh gì, quá yếu đuối. Để thấy cái môi trường sống ở Việt Nam như thế nào, còn rất là tốt. Và các bạn cũng có thể thấy rằng tình hình khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn. Nên trong cái trận đấu chung kết của Trung Quốc á, tuyết đổ rất là nhiều, khiến cho Việt Nam chúng ta thua oan uổng. Và tôi cũng muốn các bạn hãy xem cái cảnh tượng ấy mà nhắc nhở bản thân rằng phải bảo vệ môi trường càng sớm càng tốt, bởi vì biến đổi khí hậu khắc nghiệt. Chúng ta sống được vì có nhà cửa che chắn gió, bão, mưa, tuyết, nhưng các con vật thì không thể các bạn ạ. Biến đổi khí hậu như thế này là các loài vật ở ngoài thiên nhiên chúng chết sạch hết. Và trở thành người cá thì các bạn đã biết nhiệm vụ của mình là gì rồi. Phải cố gắng kêu gọi bảo vệ môi trường nha các em. Càng sớm càng tốt. Nếu không, tận thế sẽ đến thật đấy. Chắc chắn tận thế sẽ xảy ra. Nếu chúng ta không khỏe mạnh, chúng ta không có trí tuệ. Việt Nam mà muốn trở thành quốc gia hùng mạnh á, những cái người giàu á, nên sống buông xả bớt đi. Nên bố thí đi. Đừng có dùng tiền của mình xây dựng nhà cửa lên như vậy nhiều quá rồi. Phải trồng cây, gây rừng, bảo vệ động vật thiên nhiên. Dẹp hết mấy cái nhà máy xí nghiệp mọc ven sông thả chất độc hại xuống nước đi. Đừng có cho những cái nhà máy đầu tư để làm hại môi trường của chúng ta. Tự nhiên Việt Nam phải ăn bột ngọt để rồi tạo ra bệnh tật, để rồi phá hủy môi trường sông nước, để rồi con người bị ung thư, rồi bị loãng xương, mục xương. Trong khi các quốc gia phát triển ấy, người dân của họ có ăn bột ngọt không? Tại sao họ lại mang bột ngọt qua Việt Nam chúng ta cho dân chúng ta ăn? Đừng có ăn bột ngọt nữa, tẩy chay bột ngọt đi. Dân chúng ta mà càng yếu kém, thiếu sức khỏe là sẽ thua, bị thế giới khinh thường. Mình coi đá banh là thể hiện hết tất cả tinh thần của một quốc gia là như thế nào. Người Việt Nam chúng ta quá đoàn kết. Các bạn thấy không? Đụng chỉ một cái là đi bão. Bây giờ đánh giặc là không thể thắng, nên chúng ta phải thắng qua thể thao, thắng qua sức khỏe để cho thế giới ngưỡng mộ mình. Chứ mà cầm súng ra chiến trường bắn nhau, chém giết nhau nó đâu có hay. Thể hiện qua sức khỏe, thể hiện qua những trận đấu thể thao là các bạn đủ chứng tỏ quốc gia mình như thế nào rồi. Cách tốt nhất để Việt Nam trở thành cường quốc thì cả nước mình nên đề cao việc đi xe đạp và các phương tiện công cộng. Đừng có làm hại động vật hoang dã nữa. Các bạn mà biết ai làm hại động vật hoang dã, hãy liên hệ cho ENV hoặc là TION để giải cứu những con vật ấy. Đừng mua thú hoang dã về nuôi, chắc chắn chúng ta sẽ làm chết. Bởi vì thú hoang dã nó có môi trường sống của nó và nó rất dễ bị nhiễm bệnh của chúng ta. Nếu mà tất cả người Việt Nam trở thành người cá, có sức khỏe và trí tuệ, thì nổi tiếng cả thế giới, tất cả các quốc gia khác, họ sẽ đều cấp visa miễn phí cho chúng ta. Họ tin tưởng chúng ta. Còn bây giờ người Việt Nam rất khó để xin visa đến nước ngoài. Bởi vì sao? Chúng ta nổi tiếng ăn cắp vặt, chúng ta nổi tiếng làm những chuyện có lỗi với thiên nhiên và động vật, thì làm sao họ mở rộng cửa để đón người Việt Nam chúng ta. Nên hôm nay tôi đào tạo miễn phí bơi lội người cá cho những bạn trẻ là thế hệ mới của Việt Nam, thì trong vòng 10 năm chắc chắn các em sẽ trở thành những người cá mạnh khỏe và trí tuệ để cứu thế giới, thiên nhiên và động vật. Các em sẽ làm vang danh đất nước chúng ta khi các em trở thành người cá, và các em phải tập luyện cho thật tốt. Món quà sức khỏe và trí tuệ là tôi dành tặng cho các em. Học bơi người cá ở nước ngoài 3 tiếng đồng hồ tốn 99 đô la. Còn hàng tuần các em mua đồ bơi tiên cá của Tion tổ chức luyện bơi người cá đẳng cấp theo tiêu chuẩn của vận động viên Olympic cho mấy em. Còn muốn gì nữa? Quá khỏe mạnh. Có sức khỏe càng nhiều thì mình mới phát triển được trí tuệ, hiểu không? Càng mạnh khỏe thì mình đâu có còn muốn ăn thịt động vật nữa. Chỉ có những người bệnh hoạn, yếu đuối, họ luôn nghĩ ăn thịt con vật con này con kia mới mạnh khỏe. Đó là những người bệnh hoạn. Mình không trách họ được. Mình khỏe mạnh hơn họ. Mình ăn chay. Và việc chúng ta cần phải làm là gì các em nhận ra chưa? Có sức khỏe để bảo vệ môi trường thiên nhiên và động vật, đây là điều khẩn cấp. Và tập ăn chay, một tuần, một tháng ăn ít nhất 4, 5, 6 lần. Càng nhiều càng tốt. Nhưng mà mình phải tập, mình phải có ăn chay để cái trí tuệ mình phát triển và cơ thể mình nhẹ nhàng, thanh thoát. Thế giới đang cần người cá. Mấy em đã sẵn sàng chưa? Bây giờ, những bạn thi tốt nhất là 5 bạn này. Hồi nãy là thi sức bền xong rồi đúng không? Dạ. Bây giờ các em sẽ thi bơi đua với nhau. Tôi đếm 1, 2, 3. Bơi từ đây qua bên kia, bạn nào qua kia trước là bạn đó thắng. Còn sức bền thì mấy em tốt quá rồi. Giờ đua nè. Sẵn sàng chưa?
1 2 3 bắt đầu. Chưa mấy em, quanh về là để nghỉ mệt, còn bơi qua đây là tăng tốc rồi, quanh về là bơi chậm chậm chứ không phải qua rồi mấy em ngồi yên tại chỗ nha. Rồi ai thắng rồi ta? Dạ bạn người cá khánh ở chị Khánh. Người cá Khánh hả? Người cá Khánh bơi tốc độ thắng rồi hả? Rồi bây giờ chúng ta chơi nha. Dạ. Khoan để người cá Khánh về mình hoan hô bạn người cá Khánh. Rồi. Các em ơi, hôm nay là người cá Khánh là người cá xuất sắc nhất. Bơi bền cũng tốt. Mà bơi tốc độ cũng tốt. Chúng ta hãy cùng vỗ tay hoan hô bạn người cá Khánh nào các em. Wow.